Ở phần 1, chúng ta đã tìm hiểu về quá trình làm mới bề mặt gỗ, bao gồm các bước từ rã đàn, chà nhám cho đến sơn lót, sơn phủ. Mỗi bước đều được thực hiện cẩn thận để tạo ra một lớp hoàn thiện đẹp mắt cho cây đàn. Tiếp tục hành trình làm mới đàn piano cơ, chúng ta sẽ bước vào các giai đoạn hoàn thiện bề mặt và làm các chi tiết bổ sung. Những bước này nhằm đảm bảo độ bóng đẹp cũng như việc các chi tiết cơ học của đàn được chăm chút kỹ lưỡng. Sau khi qua các bước quá trình sơn và chà nhám thì cái đàn được vận chuyển ra đây và tiến hành bước đánh bóng. Đánh bóng đây. Đàn đúng không? Đúng em? Rồi, như anh Nhàn đây đang thực hiện công việc đánh bóng cho cái nắp phím của cái đàn. Đó, như chị thấy đây. Có nghĩa là mình phải có một cái dụng cụ gọi là chuyên dụng để mà đánh bóng. Đúng rồi chị, phải có dụng cụ chuyên dụng để đánh bóng. Mình có thể soi gương được luôn ấy ha. Nhưng mà chị thấy nếu đánh bóng như này á thì liệu có bị dễ trầy xước không em? Ở đây quá trình đánh bóng sẽ được thực hiện bằng máy chuyên dụng với áp lực và tốc độ được kiểm soát chặt chẽ. Đối với những loại đàn mà có vân gỗ tự nhiên thì quá trình đánh bóng thủ công sẽ giữ được vân gỗ cho đàn. Còn đàn mà có màu đen như chị đang thấy đây thì sẽ dùng máy để tạo độ bóng sâu cho cây đàn. Wow, cây đàn khi mới đánh bóng xong thì nó mới toanh như thế này đấy các bạn ơi. Mà Ngọc này, chị thấy nó mới như vậy thì liệu có dễ bị trầy xước khi mà mình lỡ bị chạm vào không em? Câu hỏi này em cũng gặp nhiều khách hàng cùng thắc mắc giống chị đó. Nhưng mà thực ra là khó lắm chị. Sau khi mà đã đánh bóng xong á thì cái đàn này đã được phủ một lớp polymer rồi. Cái lớp này á là làm tăng khả năng chống chịu trầy xước và cũng như là nó giúp bảo vệ cái bề mặt khỏi sự tác động bởi tia UV, là nó sẽ giữ được cái độ bóng lâu hơn và cũng như cái màu sắc lâu hơn cho cái đàn này. Có nghĩa là nó sẽ giữ được màu sắc và độ bóng lâu hơn. Đúng và rồi. Bạn có thể bảo quản được cái đàn kiểu lúc nào cũng mới. Đúng rồi, lúc nào cũng mới. Hay nhờ. Bây giờ em sẽ dắt chị đến khu vực làm phím của đàn piano. Đây. Đây là những phím đàn nha mọi người. Ở đây thì mỗi phím đàn đều được kiểm tra và vệ sinh tỉ mỉ để đảm bảo là khi mà vận hành sẽ được vận hành một cách trơn tru, không bị lỗi lầm gì cả. Vậy là có nghĩa là mình sẽ không có thay phím mà mình sẽ vẫn giữ lại cái phím của mình, chỉnh sửa hay là sao em? Cái này sẽ qua khâu kiểm tra ngay từ ban đầu. Như chị thấy là bộ phận kiểm tra sẽ mở ra, kiểm tra hết từ đầu đuôi, phím nào mà còn giữ lại được thì bộ phận vệ sinh làm sạch sẽ làm lại mới. Còn cái nào mà phím nào hư hỏng quá nặng thì sẽ có bộ phận để thay sửa lại cái phím đó luôn. Liệu khi mà mình thay sửa như vậy á thì cái độ nhạy của phím nó vẫn còn không? Nó có giữ được cái độ nhạy ban đầu của nó không? Cái đó thì cam kết với khách hàng luôn là luôn luôn giữ được cái độ nhạy và âm thanh như là một cái đàn mới. Tại vì trên mỗi một phím đàn, hãng nó đã đánh số trên từng cái đàn là từ 1 cho đến 88 á, là do mỗi một cái phím nó có một cái độ dày của gỗ nhất định khác nhau, cũng như là độ nghiêng của cái thanh búa nó khác nhau, chị có thể thấy được đó. Tùy theo độ dày. Đúng rồi, nó sẽ đánh số theo độ dày và độ nghiêng đánh số để mà khi mình lắp vô trong khung cái đàn nó sẽ không bị nhầm lẫn. Từng phím ở đây sẽ được kiểm tra bằng thiết bị đo lực nhấn để đảm bảo phím hoạt động mượt mà. Nếu mà có bất kỳ phím nào mà không đạt chuẩn thì đội ngũ sẽ kiểm tra hoặc là thay thế đảm bảo mỗi phím đều có cảm giác như mới luôn. Ngoài phím đàn thì các chi tiết như là pedal hay là những chi tiết được làm bằng đồng thì cũng sẽ được làm mới và đánh bóng lại để giúp được tăng độ vẻ đẹp thẩm mỹ cũng như là độ bền bỉ hơn cho cái đàn. Trong phần này, Minh Phụng Music đã cùng bạn đi qua các bước hoàn thiện bề mặt đàn piano, từ việc chà nhám sâu sơn, đánh bóng đến làm các chi tiết đồng và pedal, và đặc biệt là bước làm phím. Những công đoạn này giúp đảm bảo rằng cái đàn piano không chỉ đẹp về hình thức mà còn bền bỉ trong suốt quá trình sử dụng. Nếu bạn đang tìm kiếm một cây piano cơ chất lượng cao với vẻ đẹp và âm thanh tuyệt vời, hãy đến với Minh Phụng Music. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mẫu đàn từ các thương hiệu nổi tiếng như Yamaha, Kawai và nhiều thương hiệu khác với giá cả cạnh tranh nhất. Liên hệ ngay qua hotline 0919768606 hoặc ghé thăm các showroom của chúng tôi. Showroom 1, 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 2, 98 Bành Văn Chơn, phường 7, Tân Bình. Và kho đàn 56-7 Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo với các bước hoàn thiện âm thanh của đàn piano nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.